Lan Kinh Yếu Nghĩa quyển thứ 5 Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Địa điểm Dallas, Mỹ Quốc. Thời gian tháng 4 năm 1996. Kính thưa quý vị đồng tu, thời gian trôi qua thật nhanh. Hôm nay đã bước vào ngày thứ 5 của Pháp hội Phật Thất. Mỗi ngày tôi đều làm ngắt đoạn đề tài. Hôm nay là lần chót. Phần kết luận sau cùng của Kinh Kim Cang đương nhiên là vô cùng quan trọng. Thật sự mà nói, bộ kinh này càng về sau thì lại càng xuất sắc. Những ý nghĩa tối quan trọng đều ở phần chót, đặc biệt hơn hết là phần kết luận. Phần kết luận không những là kết luận của bổn kinh. Thực tế mà nói, đây là tổng kết của Kinh Bát Nhã mà Đức Thế Tôn đã nói trong 22 năm. Xưa kia, lúc Phật còn tại thế, giảng kinh thuyết pháp 49 năm. Trong 49 năm, Ngài giảng Bát Nhã đã chiếm hết 22 năm. Nếu chúng ta dùng cách nói ba phần thông thường trong Phật Pháp là tự, chánh và lưu thông, ba phần mà nói, thì dĩ nhiên Bát Nhã là phần chánh tâm của toàn bộ Phật Pháp. Là trung tâm của một đời thị giáo của Thế Tôn. Là một khâu tối quan trọng. Vậy thì cái kết luận này là tổng kết của 22 năm nói về Bát Nhã. Nếu như lại mở rộng thêm ra để nói, có thể nói đây là tổng quy kết của Thế Tôn đã nói tất cả Pháp trong suốt 49 năm. Tức là ở nơi hai câu một bài kệ này. Chúng ta sẽ thấy ở đoạn cuối của bổn kinh. Trước kia, Thái tử Chiêu Minh đời nhà Lương đem kinh này chia thành 32 phần. Cũng tức là phần khoa phán giáo. Từ xưa đến nay, những vị đại đức, cái gọi là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, việc phân phán, mỗi người đều có cái nhìn riêng của họ. 32 phần của Thái tử Chiêu Minh thực tế mà nói là về sự tiện lợi khi đọc tụng, nghiên cứu và thảo luận. Vậy thì ông ta phân chia như vậy có thích đáng không? Chúng ta hãy tạm không bàn đến. Song thật sự đã đem lại rất nhiều tiện lợi. Vì thế cho nên những bản có 32 phần được lưu thông rất rộng. Mãi cho đến hiện nay vẫn còn có nhiều người dùng loại bản này. Vậy thì một phần sau cùng là phần tổng kết của toàn kinh. Đoạn kinh văn này vừa mở đầu thì Đức Thế Tôn gọi ông Tu Bồ Đề. Đây cũng là một thường thức. Phàm chúng ta thấy trên kinh điển, khi Phật gọi tên một người,
Ý nghĩa của nó là sau đó sẽ có những khai thị rất trọng yếu, làm thức tỉnh sự chú ý của mọi người. Dụng ý là ở chỗ này. Phật dạy rằng, giả sử như có một người, dĩ nhiên đây không phải là sự thật, chỉ là giả thiết thôi, nói rằng có một người lấy đầy cả vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Còn số này thật không thể nghĩ bàn được. A Tăng Kỳ là đơn vị số mục của Ấn Độ. Cái lớn của đơn vị này mà con người hiện nay gọi nó là con số của thiên văn, là con số quá lớn. Lấy đây làm đơn vị, bao nhiêu cái A Tăng Kỳ là vô lượng. Không những là vô lượng mà còn là đầy cả. Thất bảo đầy cả vô lượng A Tăng Kỳ thế giới. Chúng ta ngày nay chỉ nói thất bảo trên một trái đất này thôi, thì chúng ta thấy cũng đã vô cùng hy hữu, vô cùng trân quý. Nhưng một quả địa cầu này cũng chẳng là bao. Cái thế giới mà trong kinh nói đó, tức là thông thường gọi là giáo khu của một vị Phật, một cái đại thiên thế giới. Trong quá khứ có rất nhiều người ngỡ rằng cái đại thiên thế giới mà trong kinh Phật nói đó rất giống như dải ngân hà mà các nhà thiên văn học hiện nay đã khám phá. Giả sử một dải ngân hà là một cái đại thiên thế giới như trong kinh nói đó, đây là khu giáo hóa của một vị Phật. Nhưng cận đại có lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, ông ta nêu ra một cái nhìn mới mẻ. Ông nói dải ngân hà mà hiện nay chúng ta đã phát hiện không phải là đại thiên thế giới, mà chỉ là một đơn vị thế giới. Vậy nếu cho là đơn vị thế giới thì đại thiên thế giới sẽ lớn đến không thể nào nghĩ bàn được. Thông thường chúng ta biết một cái tiểu thiên thế giới có 1000 cái đơn vị thế giới. Nói một cách khác, 1000 cái dải ngân hà mới là một tiểu thiên thế giới. Lại lấy tiểu thiên thế giới làm đơn vị thì 1000 cái tiểu thiên thế giới gọi là một trung thiên thế giới, 1000 cái trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Nếu như tính theo lối này, 1000 nhân 1000 lại nhân 1000 thành ra 100 ức dải ngân hà mới là một đại thiên thế giới. Có bao nhiêu đại thiên thế giới? Là vô lượng A Tăng Kỳ đại thiên thế giới thất bảo bố thí. Quý vị thử tưởng tượng cái phước báo của sự bố thí này lớn đến cỡ nào. Hiện nay có nhiều bạn đồng tu, chúng ta muốn tu phước, bố thí tu phước. Vậy như trong kinh Kim Cang nói đó, chúng ta có thể so sánh nổi chăng? Sự chinh lịch sai biệt quá lớn lao, không thể so sánh được. Sự thật quá ư nhỏ bé, ngay cả anh đem vũ quý của cái trái đất này để bố thí cũng vẫn còn nhỏ bé đến mức đáng thương, trong cái đại thiên thế giới nhìn không thấy được. Phật dạy, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân phát bồ đề tâm giả. Điểm này phải ghi nhớ, thiện nam tử, thiện nữ nhân. Đây là Phật thường nói trong kinh.
chúng ta thường hay đọc qua. Chúng ta có được kể là thiện nam tử, thiện nữ nhân không? Thiện nam tử, thiện nữ nhân là phải có tiêu chuẩn đấy. Không phải tùy tiện tự cho mình là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Không thể được. Phật không thừa nhận đâu. Cái tiêu chuẩn của chữ thiện là gì? Trong kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy rất rõ ràng. Trong Quán Kinh có nói đến tam phúc. Cái thiện của nhân thiên là tiểu thiện. Trong nhân thiên được kể là thiện nam tử, thiện nữ nhân phải cụ bị bốn điều kiện: hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Đây là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong nhân thiên. Còn trong tiểu thừa thì thiện nam tử, thiện nữ nhân thì cao hơn. Từ trên cơ sở này lại phải thêm vào thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm uy nghi. Phải thêm vào ba điều này nữa mới là thiện nam tử, thiện nữ nhân trong tiểu thừa. Còn trong kinh điển đại thừa, bốn kinh là kinh điển đại thừa, thiện nam tử, thiện nữ nhân trong kinh điển đại thừa lại phải thêm vào bốn điều: phát bồ đề tâm, thâm tín nhân quả, đọc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Nói cách khác, anh phải đem 11 điều của tam phúc hoàn toàn làm được hết thì thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong kinh Kim Cang đó anh mới có được một phần. Chính là anh, không sai. Anh mới biết được thiện nam tử, thiện nữ nhân nói trong kinh Đại Tiểu Thừa là có tiêu chuẩn, không phải tùy tiện nói cả. Đến đây lại nói tiếp, thiện nam tử, thiện nữ nhân phát bồ đề tâm giả. Đây tức là phía trước nói đến phát A Nậu Đa La Tam Hiệu Tam Bồ Đề Tâm. Tâm này tức là chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. Phát được cái đại tâm rộng lớn như thế đó. Chúng ta hiện nay học Phật có thể nói đều là những người tốt vô cùng khó được. Nhưng cần phải hiểu cho rõ ràng, phải nhận thức rõ ràng chân và giả. Trên thế gian này, cái gì là chân, cái gì là giả? Tà chánh, thị phi, thiện ác, lợi hại. Anh phải có khả năng phân biệt, anh mới là một con người giác ngộ. Anh không mê hoặc, không điên đảo. Trong kinh Phật gọi là ngu si, tức là đem những việc này làm điên đảo, đem cái giả cho là thật, đem cái ác cho là thiện. Nếu như vậy thì trở thành phiền phức. Không những là những vấn đề lớn anh không thể phân biệt, thậm chí vấn đề nhỏ nhất, lợi và hại đều cũng không thể phân biệt được. Cái gì đối với anh có lợi, cái gì đối với anh có hại đều không hay biết. Đây tức trong kinh thường gọi là kẻ đáng thương hại. Đích thật là đáng thương. Làm sao để phân biệt? Xưa kia thì có cha mẹ dạy dỗ, có thầy dạy dỗ. Thời bây giờ xin thật tình mà nói, cha mẹ cũng không dạy dỗ, thầy lại càng không dạy dỗ. Đây là người thời nay chúng ta khổ hơn người thời xưa. Không có người dạy dỗ chúng ta.
Thời nay thầy giáo có dám dạy học sinh không? Quả thật không dám. Dạy học sinh sẽ đánh thầy giáo, phụ huynh sẽ kiện thầy giáo. Sư đạo không còn nữa. Khi tôi học tiểu học, hình như lớp 2, lớp 3 gì đó, đều rất hoan nghịch. Bị thầy dạy cho một trận, đánh đòn lại còn bắt quỳ. Khi về đến nhà, dĩ nhiên là khóc đến đỏ cả hai mắt. Cha mẹ mới hỏi nguồn cơn. Thưa là bị thầy phạt. Sáng hôm sau, cha tôi chuẩn bị lễ vật đem biếu cho thầy để cảm ơn thầy. Tôi nhìn thấy như vậy nên từ đó về sau khi bị thầy phạt, về nhà không dám nói một câu. Bây giờ thì không được. Bây giờ nếu trẻ em bị thầy phạt thì sẽ kiện thầy, kiện đến cảnh sát để đưa ra tòa. Hiện giờ thầy giáo không dám dạy học sinh. Xưa kia thì thầy giáo làm quản giáo, hết lòng quản giáo. Cho nên sư đạo không còn nữa. Đây là nỗi bi ai của chúng sanh trong thời đại này. Chẳng phải là một việc tốt, không có người quản giáo nữa. Cách giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc, dùng loại cổ văn viết ra thì xem không hiểu. Phật Bồ Tát Từ Bi chỉ dạy thì kinh xem cũng không hiểu. Anh bảo như vậy thì làm sao đây? Về đến nhà, dĩ nhiên là khóc đến đỏ cả hai mắt. Cha mẹ mới hỏi nguồn cơn. Thưa là bị thầy phạt. Sáng hôm sau, cha tôi chuẩn bị lễ vật đem biếu cho thầy để cảm ơn thầy. Tôi nhìn thấy như vậy nên từ đó về sau khi bị thầy phạt, về nhà không dám nói một câu. Bây giờ thì không được. Bây giờ nếu trẻ em bị thầy phạt thì sẽ kiện thầy, kiện đến cảnh sát để đưa ra tòa. Hiện giờ thầy giáo không dám dạy học sinh. Xưa kia thì thầy giáo làm quản giáo, hết lòng quản giáo. Cho nên sư đạo không còn nữa. Đây là nỗi bi ai của chúng sanh trong thời đại này. Chẳng phải là một việc tốt, không có người quản giáo nữa. Cách giáo huấn của cổ thánh tiên hiền của Trung Quốc, dùng loại cổ văn viết ra thì xem không hiểu. Phật Bồ Tát Từ Bi chỉ dạy thì kinh xem cũng không hiểu. Anh bảo như vậy thì làm sao đây? Điều này chúng ta phải phản tỉnh cho sâu, cần phải giác ngộ. Phật lại dạy tiếp: thiện nam tử, thiện nữ nhân phát đại bồ đề tâm, chỉ y theo bộ kinh này. Dù rằng không phải là toàn bộ kinh, nãy chỉ cho đến bốn câu kệ. Bốn câu kệ là ít nhất. Bốn câu kệ là trong kinh bất cứ bốn câu nào đều được cả. Không nhất định là chỉ cho bốn câu kệ nào trong kinh. Ấn Độ thời cổ và Trung Quốc chúng ta, đối với cách tính về văn tự chữ nghĩa, phương thức không giống nhau. Trung Quốc chúng ta thì tính số chữ. Bộ sách này phân lượng được bao nhiêu chữ, tính số chữ. Như chúng ta thường nói, Đạo Đức Kinh của Lão Tử Ngũ Thiên Ngôn, tức là 5.000 chữ. Còn Kinh Kim Cang thì 5.800 mấy chữ. Phân lượng cùng với Kinh Lão Tử không sai biệt nhiều, nhiều hơn một tí. Người Ấn Độ khi tính thì không tính chữ, họ tính câu. Bốn câu là một đơn vị, đó gọi là một kệ. Bất luận câu kệ dài hay ngắn, bốn câu là một đơn vị.
Cho nên Phật Kinh, bộ kinh này phân lượng lớn cỡ nào? Phải hỏi trong đó có tất cả là bao nhiêu câu kệ. Ví dụ như chúng ta nói kinh Hoa Nghiêm, kinh Hoa Nghiêm có 10 vạn kệ. 10 vạn kệ, chúng ta biết được là 40 vạn câu. Họ dùng cách này để tính, không tính số chữ, chỉ tính con số của câu, 40 vạn câu. Nhưng kinh Hoa Nghiêm khi lưu truyền vào Trung Quốc là bản tàn khuyết không hoàn chỉnh. Đại khái bản dịch chữ Hán của chúng ta chỉ được một nửa của nguyên bản. Nhưng nguyên bản của kinh Hoa Nghiêm hiện nay trên thế giới đã bị thất truyền. Bản hoàn chỉnh nhất đại khái là bản dịch Hán văn. Vậy thì đây nói đến thọ trì 4 câu kệ là ít nhất 4 câu trong bộ kinh này. Điểm then chốt là ở nơi thọ trì. Cho nên nếu anh thọ trì đọc tụng vì người khác diễn nói thì phước báo của anh sẽ vượt qua phước báo của người phía trước. Người phía trước là dùng vô lượng A Tăng Kỳ thế giới thất bảo để bố thí. Còn anh thì thọ trì 4 câu trong Kinh Kim Cang. Lại có thể vì kẻ khác diễn nói thì phước báo của anh vượt qua họ. Chúng ta phải hỏi vượt qua thật hay là giả. Đây đều quả thật là vượt qua. Không sai tí nào cả. Đích thật là vượt qua, không giả tí nào. Thọ là tiếp nhận, trì là gìn giữ không đánh mất. Chữ thọ này gồm có đối với ý nghĩa của kinh điển có thể lý giải được, không giải sai, lý giải chính xác. Trong kinh điển dạy phương pháp tu hành cho chúng ta rất rõ ràng, không có tí nào mê hoặc. Đồng thời có thể đem nghĩa kinh ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày của chính mình. Thành bảo phước báo này lớn cỡ nào, làm cho sinh hoạt của chúng ta luôn luôn sống trong trí tuệ của Kim Cang Bát Nhã. Người thế gian dù phước báo có lớn đến đâu, họ đều sống trong phiền não. Vậy thì làm sao sánh bằng? Những người phiền não, tiền đồ toàn một màu đen tối. Những người có đầy đủ trí tuệ Kim Cang Bát Nhã, tiền đồ sáng lạng vô hạn. Sao có thể giống nhau được? Phước báo này không thể so sánh được. Cho nên then chốt là ở việc thọ trì. Thọ trì tức là y giáo phụng hành, hoàn toàn làm được. Câu làm được này quý vị nhất định phải nhớ kỹ, là làm được trong cuộc sống. Như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã biểu hiện, mặc áo ăn cơm đều là Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Làm việc cũng vậy, xử thế đãi người tiếp vật, điểm điểm đích đích đều toàn là mùi vị của Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật. Đây mới gọi là thọ trì Kim Cang Bát Nhã. Cho nên đạo lý ý thú trong kinh, nếu anh không liễu giải thì làm sao được? Lại có thể vì người khác diễn nói. Diễn nói là hai việc làm, đều là giáo hóa chúng sanh. Diễn là biểu diễn. Làm ra cái dáng điệu cho chúng sanh xem.
làm cho tất cả chúng sanh ngưỡng vọng, hâm mộ, rồi phát tâm theo anh để học tập. Mấy ngày nay tôi cũng đã nhắc nhở sơ qua, cá nhân chúng ta phải làm kiểu mẫu của con người, không chỉ là làm kiểu mẫu tốt của con người học Phật, mà phải làm kiểu mẫu tốt cho tất cả mọi người, bất luận là người Trung Quốc hay ngoại quốc, phải làm kiểu mẫu tốt, làm cái gương mẫu tốt. Gia đình phải làm gia đình gương mẫu cho tất cả mọi gia đình. Làm việc phải làm con người gương mẫu tốt trong việc làm. Không có điểm nào không phải là mô phạm cho tất cả chúng sanh. Đây gọi là diễn, làm ra cho người ta xem. Còn nói là thuyết minh, vì người giải nói, người ta nhìn thấy cuộc sống của anh vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, họ sao chẳng hâm mộ. Họ nhất định đến thỉnh giáo với anh, họ nhờ anh chỉ giáo, thì anh tường tận giải nói cho họ nghe, đem Phật Pháp giới thiệu với họ, làm cho họ cũng được phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Phật Pháp là sư đạo, điểm này quý vị nhất định phải biết. Sư đạo chỉ văn lai học, vị văn vãng giáo. Học là học sinh đến cầu học. Không có việc anh không đến cầu học, tôi lại đến tìm anh để dạy, không có đạo lý này. Ấy là tự tìm lấy vũ nhục, đây là sai lầm. Nhưng người ta làm sao biết được để đến cầu học với anh? Anh phải làm ra gương mẫu tốt cho người ta xem. Đây tức là duyên, tức là giới thiệu, tức là mở rộng. Nhất định phải có một gương mẫu tốt cho người xem. Như vậy thì cái phước báo này vượt khỏi sự bố thí vô lượng A Tăng Kỳ thế giới thất bảo đã nói ở phía trước. Phật Pháp như trước đã nói với quý vị, Phật Bồ Tát ứng cơ mà thuyết pháp, căn cơ của chúng sanh nhiều loại khác nhau, vô lượng vô biên, cho nên Phật mới mở ra vô lượng pháp môn để thích ứng cho các thứ căn cơ khác nhau. Điểm này chúng ta không thể không biết. Nếu anh không hiểu biết, không những tự mình anh học Phật một cách sai lầm, anh dạy người khác cũng có thể dạy sai. Chúng ta ở trong giảng đường này, tôi giảng kinh đã giảng được 37 năm. Thường thường giảng dạy đề cập đến, nhưng hình như mọi người đều không thể thể hội được, không thể giác ngộ được. Trong Kinh Kim Cang dạy rất rõ ràng, Phật không có định pháp có thể nói, Phật không có pháp có thể nói. Phật là ứng cơ mà nói pháp, nói mà không có nói. Khi nãy đã nói qua, cơ, cổ và kim không giống nhau, trung và ngoại không giống nhau. Vì thế nói pháp thì làm sao có thể giống nhau được? Chúng ta không thể nói ngay cả cái nhận thức cơ bản này cũng không có thì còn học Phật cái gì nữa. Cho nên tôi thường khi nói Phật
Phật pháp. Phật pháp là phải nghiên cứu hiện đại hóa và bổn thổ hóa mới lợi ích chúng sanh. Xưa kia 2000 năm trước đây, Phật giáo được truyền vào Trung Quốc, chính thức được truyền vào Trung Quốc. Vua Hán Minh Đế phái đặc sứ đến Tây Quốc để nghinh thỉnh, đó là vào năm công nguyên 67, là chính thức được truyền vào Trung Quốc. Khi đến Trung Quốc, cao tăng Ấn Độ, Ma Đằng và Trúc Pháp Lang, họ thật sự có trí tuệ. Vừa đến Trung Quốc thì lập tức Trung Quốc hóa. Từ chỗ nào để nhìn thấy? Là mặc y phục Trung Quốc, sống theo phương thức Trung Quốc. Như vậy về mặt sinh hoạt đã Trung Quốc hóa rồi, không cần mang những thứ của Ấn Độ đó vào Trung Quốc của chúng ta. Nếu như đem cách thức sinh hoạt và văn hóa Ấn Độ truyền vào Trung Quốc thì người Trung Quốc chúng ta quyết định không thể chấp nhận được. Cho nên vừa đến Trung Quốc thì lập tức Trung Quốc hóa. Cho nên họ biết cách bổn thổ hóa và hiện đại hóa. Cách xây cất đạo tràng thì phóng theo cách xây cất theo kiểu cung điện Trung Quốc. Anh thấy khi người Trung Quốc nhìn thấy sẽ ưa thích biết mấy. Thuở xưa người Trung Quốc tôn kính nhất là các bậc vua chúa, cung điện nơi vua cư ngụ. Đạo tràng của Phật giáo cũng xây cất theo kiểu mẫu cung điện, thì ai lại không ưa thích. Gần đây Phật giáo từ Trung Quốc được truyền sang Mỹ Quốc, chúng ta thấy lối kiến trúc cũng theo kiểu cung điện Trung Quốc. Người ngoại quốc nhìn vào thì lập tức thối lui, tuyệt đối không vào. Chúng ta phải biết rõ đạo lý này. Cho nên trước kia tôi chưa đến nước Mỹ, có một số pháp sư từ Đài Loan đến Mỹ. Trước khi đi có đến gặp tôi liền khuyên họ xây dựng đạo tràng tại Mỹ phải xây cất theo kiểu tòa bạch cung. Tôi đều khuyên họ như vậy. Nếu xây cất thì cất theo hình dáng tòa bạch cung. Khi người Mỹ nhìn thấy, vì là bổn thổ hóa, họ rất thích vào. Tưởng Phật phải tạo theo khuôn mặt của người Mỹ. Quý vị hãy nghĩ kỹ xem, tượng Phật Trung Quốc thì giống người Trung Quốc, tượng Phật Nhật Bản vừa nhìn thì là người Nhật Bản, tượng Phật Tây Tạng vừa nhìn thì là người Tây Tạng, tượng Phật Thái Lan thì cái cằm dưới hơi nhọn giống người Thái Lan. Cho nên khi tôi giảng tại Miami, lúc đó có nhiều người Mỹ đến nghe. Tôi bảo với họ rằng Phật giáo chưa có truyền vào nước Mỹ. Họ lấy làm rất kinh ngạc. Họ hỏi tại sao? Tôi nói, các ông xem, có tượng nào giống gương mặt của người Mỹ đâu. Phật, Bồ Tát không có gương mặt nhất định, tùy tâm chúng sanh mà biến hóa. Đáng ứng thân gì để được độ thì hiện thân ấy. Như vậy mới có thể phổ độ chúng sanh. Làm gì có một phương thức nhất định. Đạo lý này phải nên biết rõ. Chúng ta đến đây, nếu chỉ độ người Trung Quốc, chỉ độ Hoa Kiều, như vậy thì chả có ý nghĩa gì cả. Đạo tràng xây dựng tại nơi nào thì phải độ nhân dân nơi đó, độ chúng sanh địa phương đó. Đây mới gọi là hoằng pháp lợi sanh. Cái khó khăn lớn nhất của chúng ta hiện nay là sự ngăn cách của ngôn ngữ. Khó là ở chỗ này. Lý luận, phương pháp chúng ta đều am hiểu rất rõ ràng.
Cho nên chúng ta đến đây xây dựng đạo tràng nên sẽ cất theo kiểu mẫu người nước ngoài. Ở đây tôi không có mở hội thính chứng. Những láng giềng lân cận đều rất vui mừng, không có một người nào phản đối cả. Chúng ta giảng Phật Pháp, giảng loại Phật Pháp cạn cực để giới thiệu với những người lân cận. Họ vô cùng ưa thích. Tại đây chúng tôi không có người làm dùng Anh ngữ để diễn giảng cho họ nghe. Nếu có người này thì họ sẽ thường đến. Tất cả láng giềng đều đến. Khổ nỗi là sự ngăn cách của ngôn ngữ. Còn phương thức sinh hoạt cũng giống như vậy. Phương thức sinh hoạt thổ xưa và phương thức sinh hoạt hiện nay không giống nhau. Như những việc này, chúng ta nhất định phải hiểu rõ. Tỷ dụ như Kinh Kim Cang. Chúng ta dùng ấn bản do Đại sư Kuma La Thập dịch. Đại sư La Thập là người thời Đông Tấn. Thời Đại Nam Bắc Triều, Diêu Tần La Thập Đại sư. Sau khi kinh này được dịch xong, cách chúng ta đến nay đại khái đã hơn 1.600-700 năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, những người viết chú giải cho Kinh Kim Cang không chỉ có 500 nhà. Mỗi người chú giải khác nhau. Nếu như giống nhau thì làm sao lưu truyền về sau được? Không giống nhau. Không giống nhau tức là cách giảng không giống nhau. Theo năm thứ chú giải mà nói thì Kinh Kim Cang có đến 500 cách giảng khác nhau. Vậy có đúng không? Đều đúng cả. Tại sao đều đúng? Là vì không có pháp nhất định có thể nói. Cho nên chúng ta xem chú giải phải biết cách xem. Chú giải của đời Đường là đời Đường lúc đó cần cách giải như thế đó. Cần cách giải thích này. Kinh Phật là phương thuốc. Con người ở thời đại đó bị bệnh gì thì cho đúng toa thuốc để trị bệnh của họ, đem bệnh của họ chữa lành, thì đó là Phật Pháp thượng thừa. Nhưng những người đời Tống, bệnh của họ cùng bệnh của những người đời Đường khác nhau. Toa thuốc của đời Đường chữa không khỏi những người đời Tống. Cho nên những vị đại sư đời Tống cần phải có một cách giảng khác biệt để trị bệnh của họ. Quý vị sau khi hiểu được đạo lý này thì quý vị sẽ có thể nghĩ đến con người của mỗi thời đại, căn bệnh và tập khí của chúng sanh đều không giống nhau, phải dùng phương pháp gì để khắc chế. Người xưa nói đó không sai, là đối với người thời đó mà nói, không phải đối với những người như chúng ta hôm nay. Cho nên hôm nay chúng ta học chú giải xưa không được lợi ích. Đó là anh không biết cách học. Biết cách học là từ chú giải xưa nảy sinh ý nghĩa mới. Bỏ cái cũ, lập nên cái mới. Kinh Kim Cang này giống như một cây cổ thụ. Cây thần một mấy nghìn năm. Nó vẫn sống. Hàng năm sinh ra nhánh mới. Hàng năm nở hoa mới. Hàng năm kết trái mới. Những nhánh và lá cũ là của đời trước, những nhánh và lá mới là của đời bây giờ. Cái mới từ đâu đến? Là từ trong cái cũ mà sinh ra. Không biết đạo lý này thì anh xem kinh làm sao hiểu được? Làm sao anh giải nói cho người khác nghe được? Không còn một thời đại thì có cách giảng khác nhau, không đồng một địa phương khu vực thì có cách giảng khác nhau. Ví dụ như chúng ta giảng cho người Trung Quốc thì có cách giảng này, giảng cho người Mỹ thì lại có một cách giảng khác, giảng cho người Nhật Bản thì lại có một cách giảng khác nữa, không giống nhau. Làm sao giống nhau được? Cuối cùng là một bộ kinh, gặp người giảng tiếng người, gặp quỷ giảng tiếng quỷ, người và quỷ đều được lợi ích.
Những cái đối với người giảng thì không độ được quỷ, đối với quỷ giảng thì không độ được người, nhất định phải biết đạo lý này. Cho nên kinh điển là sống chứ không phải chết, là viên dung. Cứ đem cái ví dụ phổ biến nhất và cạn cợt nhất mà nói. Ví dụ chúng ta cùng dùng một kinh Kim Cang. Cách giảng của tôi đối với tín đồ Cơ Đốc giáo hoàn toàn phù hợp với tăng cổ ước của họ. Cách giảng của tôi đối với đạo Hồi nhất định phù hợp với kinh cổ làng của họ. Có xung đột không? Quyết định không có xung đột. Nghe rồi nhất định hoan hỷ, nhất định đều chịu tiếp nhận, hoặc bác sống động. Đây là chỗ Phật Pháp thật sự làm cho con người phải bội phục. Phật Pháp là viên dung cùng với tất cả chúng sanh, với tất cả chúng tộc. Nói theo lối hiện nay là tất cả tôn giáo tín ngưỡng quyết định không có xung đột. Nếu như anh bảo là có chỗ xung đột là vì chính anh không liễu giải Phật Pháp. Khi anh thật sự nhận thức, thật sự liễu giải, quyết định không có xung đột. Cho nên Phật Pháp cần phải rõ lý. Rõ lý mới có được thụ dụng, mới có thể đẩy mạnh, mở rộng để làm lợi ích cho tất cả chúng sanh. Vậy còn về mặt ăn uống, điều này là điều khó khăn lớn nhất mà chúng ta gặp phải hiện nay. Các vị học Phật phải ăn chay trường. Người nhà trước kia không học Phật, không học Phật thì một nhà rất hòa mục. Sau khi học Phật thì ngày ngày trong gia đình cãi vã, làm cho cả nhà không yên. Bên kia cảnh láng giềng nhìn thấy như vậy đều khuyên không nên học Phật. Anh xem kìa, gia đình kia học Phật nên trở thành nông nổi này. Tự mình còn tưởng rằng có công đức. Công đức ở đâu? Đem Phật Pháp phá hoại tan tành. Anh có công đức gì? Sau khi chết, vua Diêm Vương phán anh vào địa ngục, anh còn không biết cách nào để vào. Có phải là âu an ổn hay không? Anh hãy thử đọc kinh Địa Tạng xem. Khi nãy nói về quán kinh Tam Phúc, đó là cơ sở. Điều đầu tiên là hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng. Anh đã làm được chưa? Cái gì gọi là hiếu? Hiếu tức là thuận. Anh không thể tùy thuận cha mẹ, đó gọi là bất hiếu. Anh phải có trí tuệ để tùy thuận. Trong cái tùy thuận thì khai thị cho họ, làm cho họ rõ lý, làm cho họ hồi đầu. Phải có sức nhẫn nại rất lớn, phải có thiện xảo phương tiện. Vừa mở miệng thì đã nói các ông ăn thịt mai sau sẽ phải trả nợ, làm cho người ta vừa nghe liền có ý chống đối thì làm sao được? Việc này làm sao tiếp nhận được? Lại cần nên biết việc ăn chay của Phật giáo đồ chỉ có Trung Quốc. Anh cứ đến Nhật Bản mà xem, Phật giáo đồ Nhật Bản ngay cả thịt gà, thịt vịt cũng bày ngay trước mặt. Chúng tôi khi đến Nhật Bản về việc ăn uống thì thấy khó khăn. Họ không ăn chay. Phật giáo toàn thế giới chỉ có Phật giáo Trung Quốc mới ăn chay. Trong kinh Phật cũng không thể nói đến ăn chay. Vì xưa kia khi Phật còn tại thế là đi khất thực. Khất thực họ cho gì thì ăn nấy, tuyệt đối không làm phiền phức kẻ khác. Tuyệt đối không thể bảo người ta nấu riêng đặc biệt cho anh. Như vậy là không tốt. Người ta ăn gì thì cúng dường cái đó. Hiện nay tại Thái Lan, Sri Lanka là những nước tiểu thừa vẫn còn khất thực, vẫn còn như vậy. Họ là tiểu thừa. Khi đi khất thực, ngay cả thuốc lá họ cũng đem cúng dường. Họ vẫn còn hút thuốc. Điểm này chúng tôi nhìn thấy không quen mắt.
Còn Hòa Thượng tại Nhật Bản thì uống rượu, còn đem rượu cúng Phật. Tôi đến chùa của họ để tham quan, từng bình rượu đem cúng gọi là canh Bát Nhã. Khi đến nhiều quốc gia và quan sát cho nhiều, thể hội cho nhiều, thì anh sẽ rõ. Ăn chay có lợi ích gì? Ăn chay quả có lợi ích. Ăn chay là vệ sinh, đặc biệt là thời đại này. Thịt của thời đại này chất độc tố rất nhiều, cho nên con người ở thời đại này mắc phải những chứng bệnh kỳ quái lạ lùng. Bệnh làm sao sinh ra? Bệnh là từ miệng vào. Dĩ nhiên trong đó có tham sân si mạng, vọng tưởng phân biệt chấp trước là cái nhân, căn nguyên của bệnh. Ăn uống là duyên, có cái nhân này thêm vào cái duyên là mắc bệnh. Bệnh tức là quả báo. Việc ăn chay tại Trung Quốc là do vua Lương Võ Đế đề xướng. Anh mới biết được, trước thời vua Lương Võ Đế, người xuất gia Trung Quốc vẫn còn ăn thịt. Sau thời vua Lương Võ Đế, ông ta mới bắt đầu làm cuộc vận động ăn chay. Vì ông ta là đế vương chí tôn, đẩy mạnh vận động dễ dàng hơn, nên từ đó tạo thành tập quán ăn chay tại Trung Quốc là do vua Lương Võ Đế đề xướng. Điều này chúng ta nhất định phải biết. Ăn chay đích thật có lợi ích, nhưng chẳng phải nói không ăn chay thì không thể thành Phật. Cứ điều tra trong Kinh Đại Tạng có điều này không? Không có điều này. Việc này cần phải biết. Khi tôi còn ở Đài Trung, Lý Lão Sư có dạy chúng tôi, khi tiếp dẫn kẻ sơ cơ, nhớ hai việc. Thứ nhất, tuyệt đối không khuyên họ ăn chay. Thứ hai là tuyệt đối không khuyên họ giữ giới. Đây là hai điều Thầy dạy chúng tôi. Một khi nói phải ăn chay thì có nhiều người không dám học Phật. Anh đem cái cơ hội học Phật của người ta cắt đứt, làm đoạn mất cái duyên này, thì tội lỗi này rất nặng. Không khuyên người giữ giới. Vì sao? Vì giới đó khi phá thì tội lại thêm một lần. Khi anh chưa thọ giới, anh phạm một lần tội. Khi anh thọ giới thì tội thêm gấp bội. Tại sao họ lại có tội này? Là vì anh giúp họ đấy. Điều này sao có thể được? Cho nên quyết định không khuyên người giữ giới, không khuyên người ăn chay. Đây là Thầy dạy chúng tôi nhất định phải ghi nhớ hai điều này khi tiếp dẫn đại chúng. Còn một việc nữa là ngũ tâm. Quý vị cũng coi nó rất quan trọng. Thật ra đây là một giới rất nhỏ. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật dạy chúng ta không nên ăn loại này. Vì nguyên nhân gì? Anh đã biết Phật nói rất rõ ràng. Kẻ học Phật tu hành là tu cái gì? Là tu thanh tịnh tâm. Năm loại này đều thuộc có tánh kích thích. Kẻ sơ học chưa có công phu thiền định, tâm chạy theo cảnh giới bên ngoài. Năm thứ này nếu ăn sống, nó làm kích thích phản ứng của sinh lý, dễ sanh tâm sân hận, dễ tức giận. Ăn sống thì dễ sanh tức giận. Còn ăn chín thì tạo ra chất hormone, dễ dẫn đến tánh xung động. Hai thứ này đều làm cho thân tâm anh không được thanh tịnh. Cho nên Phật dạy chúng ta nên kiên.
Đạo lý là ở chỗ này. Nhưng anh nên thử nghĩ, hiện nay trong thức ăn của quý vị bỏ một tí gia vị vào để tăng thêm mùi vị thì có tác dụng không? Không có tác dụng chi cả. Điều này cần nên biết. Tôi thấy rất nhiều người tại Atlanta, tại nhà một số cư sĩ, họ học Phật, nhưng không phải cả nhà đều học Phật. Họ cũng thích ăn chay. Họ nói nếu trong thức ăn chay không có một tí hành, tỏi, gia vị thì thà ăn thịt vẫn ngon hơn. Tôi chỉ cho họ có thể dùng gia vị, chúng ta cũng có thể ăn được. Anh có thể dạy họ không ăn thịt mà ăn chay thì công đức này rất lớn rồi. Nhất định phải có thiện xảo phương tiện. Cách gia vị này có khởi tác dụng không? Xin thưa quý vị là quyết định không có khởi tác dụng. Cũng như tổ giới, rượu phải say mới khởi tác dụng. Rượu anh không uống say thì không khởi tác dụng. Ngũ tăng thì cũng như vậy. Ngũ tăng như tỏi, thật ra khi chúng ta ăn không khởi tác dụng. Vì sao? Vì nếu chúng ta ăn số nhiều thì không ăn nổi. Anh ăn được không? Cho anh tỏi sống một tô lớn mười mấy củ để anh ăn, anh sẽ bị cay chết. Anh không thể nào ăn được. Chúng ta nhiều nhất là ăn chừng 2-3 tép là nhiều rồi. 1-2 tép lượng không đủ, không khởi tác dụng. Quý vị phải hiểu rõ đạo lý này. Hiểu được nghĩa chân thật mà Phật đã dạy cho chúng ta. Đây là dạy kẻ sơ học. Khi họ mới học Phật, tâm vì cảnh mà chuyển. Nhưng khi tu hành đến giai đoạn nào đó, trình tự Phật Pháp đã được cao đề cao. Đến giai đoạn cao thì không còn chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự vô ngại. Họ nhập cảnh giới hoa nghiêm mà ăn tỏi còn bị trở ngại thì không nhập cảnh giới hoa nghiêm cũng là sự vô ngại. Họ đã đạt đến pháp giới vô ngại, chướng ngại thì không giống nhau. Huống hồ là đời nay, đời nay ẩm thực đều có độc. Về việc ăn thịt, anh xem gần đây bệnh bò điên ở nước Anh. Tôi đối với việc ăn thịt rất sợ, vì tôi nghĩ đến một vấn đề. 30-40 năm trước đây, lúc đó gia súc đa số đều được nuôi ở ngoài, đều được nuôi ngoài đồng. Trước khi chúng nó chưa bị giết, sinh hoạt của chúng nó rất tự do, tự tại. Tôi tin tưởng tâm tình của chúng nó cũng rất trong sáng, cũng rất thoải mái. Chúng nó rất khỏe mạnh. Hiện nay nuôi heo, nuôi gà đều nuôi trong lòng. Vừa sinh ra thì đã ngồi tù, chung thân cấm cố. Đến cuối cùng đem chúng ra giết, tâm trạng chúng nó sẽ ra sao? Tâm trạng của chúng nó thật là buồn khổ và u sầu biết bao. Nỗi buồn khổ u sầu đó nên trong máu thịt chúng đều có độc tố. Vậy thì làm sao có thể ăn được? Hiện nay không những ăn thịt có độc, ăn rồi sinh nhiều bệnh quái lạ. Ngay cả thức ăn chay cũng có độc. Rau cải thì có thuốc diệt sâu. Gạo, như Lý Lão Sư đã nói trước kia, ở Đài Loan chúng ta, gạo cũng bị rải chất hóa học, làm cho gạo đẹp để dễ coi, đều có độc. Cho nên đời nay làm người khổ, 3 bữa ăn đều uống chất độc. Cho nên nếu Đức Thích Ca Mâu Ni Phật giáng sinh vào thời đại này để chỉ đạo chúng ta thì lại khác. Trong ngũ tầng có vài thứ có thể khai duyên uyển chuyển. Anh phải biết công hiệu giải độc của tỏi rất hay. Cho nên hiện nay dùng làm thuốc giải độc.
Đạo lý này chúng ta phải biết. Cách này khoảng 20-30 năm về trước, đó là vào năm Dân Quốc, năm thứ 57, tôi ở tại Phật Quang Sơn thời gian rất ngắn. Tôi ở trên núi đó 10 tháng. Lúc đó tại núi này có trên 20 mấy người bị mắc bệnh lao phổi. Trị bệnh lao phổi hiệu lực nhất là tỏi. Cư sĩ Đường Nhất Huyền nói với Đại sư Tinh Văn, nói lại với số tăng sinh, khuyên họ ăn tỏi. Vì phải giữ giới nên họ không chịu ăn. Tự mình mắc bệnh lại có thể truyền nhiễm kẻ khác, tự hại hại người. Học Phật cái gì? Cư sĩ Đường Nhất Huyền là một bác sĩ. Ông kể lại trước kia vào đầu năm Dân Quốc, Bệnh viện Hiệp Hòa ở Bắc Kinh, ông có chẩn đoán một bệnh lịch của một bệnh nhân mắc bệnh lao phổi kỳ 4. Bác sĩ khám quyết định người này chỉ sống được tối đa là 3 tháng. Bảo người nhà thôi không trị nữa, đem ông ta cách ly, muốn ăn gì cứ cho ăn nấy. Người nhà đều ở dưới quê. Ở quê phần nhiều đều có vườn rau cải. Trong vườn có dựng một căn lều nhỏ để giữ vườn, gọi là liêu cải. Họ cho bệnh nhân này ở tại đây, mỗi ngày 3 bữa ăn được mang đến, cách ly với cảnh giới bên ngoài. Sau 3 tháng, bệnh nhân càng ngày càng nhẹ. Đến nửa năm sau thì thân thể trở nên mạnh khỏe, sắc diện so với trước kia càng tốt hơn. Lại đem bệnh nhân đến bệnh viện Hiệp Hòa để tái khám. Bác sĩ là tại bệnh viện xem qua rất lấy làm kinh ngạc, nên mới thành lập một tiểu tổ chuyên nghiên cứu bệnh lịch của người này. Rõ ràng bệnh lao kỳ 4 sắp chết mà sao lại chưa chết. Họ điều tra cách sinh hoạt, tập quán ăn uống của anh ta. Điều tra cách nào cũng không tìm ra. Cuối cùng họ hỏi anh ta, ngoài cách ăn uống này, anh còn ăn thứ gì nữa không? Anh ta suy nghĩ, nói rằng không có gì cả. Trong vườn có trồng tỏi rất nhiều, hàng ngày tôi đều ăn mấy củ. Sau đó họ mới nghiên cứu đến tỏi. Từ chỗ này tìm ra bệnh phổi đã có thuốc chữa. Cho nên trị liệu bệnh phổi là do kết luận nghiên cứu của Bệnh viện Hiệp Hòa. Nên hiện nay trị lao phổi là dùng chất tinh lấy từ trong tỏi mà ra. Điều này chúng ta phải cần nên biết. Còn như sữa bò và trứng gà. Trứng gà trước kia nhất định không ăn. Vì sao? Là vì gà được nuôi ngoài đồng. Trứng gà phần nhiều đều có sinh mạng, đều có thể ấp nở gà con. Anh ăn trứng gà tức là sát sinh. Nhưng hiện nay trứng gà không như vậy. Hiện nay không phải trứng giống, bên trong không có sinh mạng. Nếu anh muốn mua trứng giống để ấp, tôi nghe hình như giá mất gấp 2-3 lần. Phải đến chỗ đặc biệt để mua, chỗ thường mua không được. Học Phật phải rõ lý, phải biết đạo lý, phải tránh xa môi giới của tất cả bệnh tật. Thân tâm khỏe mạnh, tự tại vui vẻ, đây là Phật pháp. Thân tâm anh được khỏe mạnh thì người nhà của anh mới vui lòng. Vì sao? Vì không cần phải săn sóc cho anh, không bận lo cho anh. Anh học Phật mà cứ đau bệnh hoài, người nhà nhìn thấy anh mặt mày hốc hác buồn rầu, làm cho kẻ khác phải kinh sợ không dám học Phật. Đây đều toàn là sai lầm. Như những việc này đều phải lật kinh điển để tìm. Biết được Phật dạy chúng ta cách nào? Ngài dạy chúng ta chia ra làm mấy giai đoạn, chia làm mấy nấc thang, đi lên thêm một tầng, có nhiều thứ Ngài có thể cởi mở,
Giống như chúng ta dạy trẻ em, ở tiểu học thì quy tắc nhiều hơn, đến trung học thì phải cởi mở một tí. Vì sao? Vì trí tuệ của chúng đã trưởng thành, đến đại học hầu như hoàn toàn cởi mở, vì chúng đã biết chuyện rồi. Rất nhiều thứ kiềm chế đều không còn. Phật Pháp thì cũng như vậy. Trong ngũ thừa Phật Pháp, Nhân Thiên Thừa, Thanh Văn Thừa, Viên Giác Thừa, Bồ Tát Thừa, đến Bồ Tát thì đã cởi mở. Cho nên Bồ Tát giới và Tỳ Kheo giới tinh thần hoàn toàn khác nhau. Đây là nhân tiện chúng ta nêu ra vài điểm trong sinh hoạt hàng ngày mà chúng ta cần phải biết đến, biết phải làm thế nào và làm cách nào để giúp kẻ khác. Cái lợi ích của việc ăn chay, quyết định không nên lôi kéo vào nhân quả báo ứng. Đây là điều phản đối lớn đối với số người không học Phật. Vừa nghe nhắc đến thì những lời sau đó họ không nghe. Anh đem cái duyên Phật Pháp của họ đoạn diệt mất. Dĩ nhiên chúng ta ăn chay, họ nhất định sẽ hỏi, tại sao anh ăn chay? Chúng ta nên đem những điều kiện mà họ có thể chấp nhận để giảng giải. Quý vị về mặt ăn uống rất chú trọng vệ sinh. Đúng vậy, họ rất chú trọng vệ sinh, không ăn vật dơ bẩn, đồ hư thối không ăn. Họ rất chú trọng vệ sinh. Còn chúng ta thì không những chú trọng vệ sinh mà còn chú trọng vệ tánh. Điều này những người chú trọng vệ sinh không có nghĩ đến. Tánh là gì? Là tánh tình tốt. Ai biết được điều này? Đạo Hồi biết được. Cách ăn uống của Đạo Hồi không những vệ sinh mà còn vệ tánh. Tất cả những thức ăn có tánh không tốt họ đều không ăn. Cách chọn lựa của họ so với người thường càng tinh tế hơn. Còn cách ăn uống của Phật giáo chúng ta so với Đạo Hồi lại càng cao minh hơn một tầng. Chúng ta phải bảo hộ lòng từ bi, không ăn thịt của tất cả chúng sanh. Cho nên Phật giáo chúng ta là vệ sinh, vệ tánh, vệ tâm. Điều này họ nghe sẽ hiểu. Điều này thì họ sẽ không khởi lòng phản đối. Cách ăn uống của Phật giáo chúng ta tốt lắm. Tập quán ăn uống tốt, sống động hoạt bát, thông quyền đa tiện, không phải chết cứng. Vậy còn vì người giảng nói có một nguyên tắc tối cao. Ở đây Phật dạy chúng ta hai câu nói: bất thủ ư tướng, như như bất động. Ý nghĩa của hai câu nói này nó sâu rộng vô lượng, cũng tức là bảo trong một đời của chúng ta, trong sinh hoạt hàng ngày của chúng ta, điểm điểm đích đích đều không chấp tướng. Phần trước của bổn kinh dạy chúng ta, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, không nên chấp trước, không nên để nó vào lòng. Bất thủ ư tướng, bất thủ ư tướng là tu đức, như như bất động là tánh đức. Anh không có công phu tu hành thì anh làm sao thấy tánh? Chúng ta dùng phương pháp bất thủ ư tướng để chứng chân tánh như như bất động. Đây là Phật dạy chư vị Bồ Tát từ khi sơ phát tâm cho đến lúc thành Phật, là cương lãnh chỉ đạo của sự tu học. Tu hành cách nào đây? Cứ giữ lấy nguyên tắc này là đúng. Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng chấp trước, đều là chấp tướng, đều là thủ tướng. Vì sao
nhất định phải không thủ tướng, không chấp tướng. Phật đem chân tướng của sự thật nói toạc cho chúng ta biết, khiến chúng ta biết được cái sở dĩ nhiên của nó. Đó nguyên tắc của Phật dạy, chúng ta mới chịu tuân thủ. Phần sau Phật dạy bốn câu kệ để giải thích vấn đề này cho chúng ta, nói rõ cái đạo lý sở dĩ nhiên của nó. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ dịch như điện, tương tác như thị quán. Bốn câu này đã đem vấn đề giải đáp rốt ráo. Nhất thiết hữu vi pháp, cái gì gọi là hữu vi pháp? Điều này cần phải thông hiểu. Hữu vi pháp tức là pháp có sanh có diệt, đều gọi là hữu vi pháp. Chúng ta thử nghiệm tất cả loài động vật có sanh già bệnh chết. Loại thực vật thì có sanh trụ dị diệt. Loại khoáng vật như là tinh cầu thì có thành tựu hoại không, đều là hữu vi pháp. Chúng ta bình tĩnh mà quan sát thế gian này, loại nào là vô vi pháp? Hầu như những gì lục căn của anh tiếp xúc đến được đều toàn là hữu vi pháp. Nếu quý vị có đọc qua một ít duy thức học thì khi giảng đến càng tiện lợi hơn. Như quyển sách nhỏ Duy Thức Nhập Môn, Bách Pháp Minh Môn Luật, Bồ Tát Thiên Thần đem tất cả pháp quy nạp thành 100 đại loại, gọi là Bách Pháp. Thật ra Bách Pháp này đem triển khai thì là vạn pháp vô lượng vô biên. Vì để tiện lợi khi giảng giải nên đem nó quy nạp trở lại. Quy nạp thì thành ra 100 đại loại. Trong 100 loại này lại chia thành 5 tiểu loại. Loại thứ nhất gọi là tâm pháp. Nó có 8 cái gọi là bát thức, bát tâm vọng. Loại thứ hai gọi là tâm sở hữu pháp. Tâm sở hữu pháp này dùng cách nói hiện nay tức là tâm lý tác dụng, hiện tượng của tâm lý. Có 51 loại. Loại thứ ba gọi là sắc pháp. Sắc pháp là vật chất, lục căn của chúng ta có thể tiếp xúc được. Cái mà mắt thấy, tai nghe, thân cảm xúc, lưỡi nếm, mũi ngửi, tất cả cảnh giới hết thảy đều dùng chữ sắc làm đại biểu. Lục căn anh tiếp xúc đến được cảnh giới bên ngoài. Loại thứ tư gọi là tâm bất tương ưng hành pháp. Loại này là hiện nay trong triết học gọi là khái niệm của trừu tượng. Tổng cộng có 24 loại. Còn toàn bộ cộng lại có 94 loại. 94 loại này đều gọi là hữu vi pháp. Phía sau còn có 6 loại. 6 loại này là vô vi pháp, không gồm trong đó. Tất cả pháp hữu vi là chỉ cho 94 loại này. 94 loại này gồm cả thế gian và xuất thế gian. Chúng ta gọi thế gian là lục đạo, xuất thế gian là thập pháp giới, Thanh Văn, Viên Giác, Bồ Tát và Phật. Lục đạo và thập pháp giới đều không ra khỏi phạm vi này. Cho nên không những thế gian pháp như mộng huyễn bào ảnh, tứ thánh pháp giới cũng lại như mộng huyễn bào ảnh.
Đây mới là dạy anh thế gian pháp không thể trụ, không thể thủ. Phật pháp cũng không thể trụ, không thể thủ. Nếu anh trụ vào Phật pháp, thủ Phật pháp thì cũng là sai. Trong tỷ dụ có 6 chữ. Trong 6 chữ này, mộng là tổng dụ. Đích thật là như mộng. Không những đời người như mộng, thiên nhân cũng như mộng. Phật và Bồ Tát vẫn là như mộng. Anh đem những thứ đó cho là thật thì sai cả. Vì sao lại có những sai biệt nhiều như vậy? Có thập pháp giới y chánh đăng nghiêm sai biệt như vậy. Phần trước của bổn kinh đã giảng qua, hôm qua chúng ta cũng đã học qua đoạn kinh văn này. Nhất thiết hiền thánh, dài dĩ vô vi pháp, nhi hữu sai biệt. Đây là nói về Phật và Bồ Tát. Vì sĩ anh sẽ hỏi, thập pháp giới hoặc lục đạo luân hồi làm sao mà có? Lục đạo luân hồi là lấy hữu vi pháp mà có sai biệt. Một cái là lấy vô vi pháp mà có sai biệt. Từ pháp phân đại sĩ, từ giáo sơ trụ đến diệu giác, 41 vị pháp thân đại sĩ, họ là lấy vô vi pháp mà có sai biệt. Giờ đây có thể biết lục đạo pháp giới là lấy hữu vi pháp mà có sai biệt. Hữu vi pháp là gì? Là nhân nhân quả quả. Cho nên quý vị nhất định phải biết vạn pháp giai không, mộng huyễn bào ảnh, duy hữu nhân quả bất không. Vì sao bản nhân quả chẳng không? Nhân quả là năng biến. Thập pháp giới y chánh trang nghiêm là sở biến. Nó vì sao mà biến? Là nhân quả biến. Khởi tâm động niệm đều đang tạo nhân, đều đang tạo tác. Đừng nói là ngôn ngữ tạo tác, chỉ cần động một niệm thì cũng đã là tạo tác. Nó cực kỳ vi tế. Cho nên Phật dùng mộng để làm tỷ dụ. Trong mộng có sự việc đó không? Có sự việc đó. Trong mộng có hiện ra tướng, nhưng chúng ta biết trong mộng sự và tướng đều là giả cả, đều không phải thật. Nếu như chúng ta có thể đem tất cả pháp đều xem thành mộng huyễn bào ảnh, thì anh sẽ không tạo nghiệp. Tâm anh sẽ định, tâm anh sẽ thanh tịnh, định năng sanh tuệ. Thanh tịnh tâm tất sanh thật tướng. Tánh đức trong tự tánh của anh tự nhiên lưu lộ ra, thì được thọ dụng chân thật. Phía dưới là huyễn. Huyễn là tỷ dụ cho hư không. Hư không như huyễn. Hư không không phải thật. Nhà Phật thường nói minh tâm kiến tánh. Có người hỏi kiến tánh là thế nào? Tôi có kiến tánh không? Kỳ thật anh phải hiểu rõ sự lý. Anh có kiến tánh hay không? Không cần hỏi kẻ khác, tự anh cũng rất rõ. Con người kiến tánh có hiện tượng rất đặc thù.
Anh tự hỏi anh có hay không? Không có đến đèn tối. Chúng ta hiện chỉ thấy đèn tối, còn anh thấy là một đám quang minh, thì anh đã kiến tánh. Nếu anh mở trừng đôi mắt ra mà vẫn thấy đèn tối, thì anh chưa kiến tánh. Vì sao? Là vì vô minh. Anh rơi vào trong vô minh. Khi thấy được tánh thì vô minh không còn. Đã phá xong vô minh, phá vô minh rồi thì mới thật thấy đại quang minh tạng. Tự tánh là quang minh, không phải đèn tối. Sau khi đã mê, mê mất tự tánh thì biến thành một màn đen tối, cho nên gọi là vô minh. Hư không? Hư không là cảnh giới trong mộng. Chúng ta nằm mộng, trong mộng cũng có hư không. Khi tỉnh giấc, hư không không còn nữa, hư không đã tan vỡ, cho nên hư không của chúng ta không phải thật. Những nhà khoa học hiện đại rất thông minh, cũng có thể hội được hư không của chúng ta là có giới hạn. Trước kia cho rằng đường đi của ánh sáng là trực tuyến, bây giờ mới biết ánh sáng là có phúc độ. Có phúc độ là có phạm vi, thì là chẳng phải lớn vô hạn được, tức là có phạm vi. Cho nên huyễn là tỷ dụ cho hư không, bao là tỷ dụ cho thế giới, tức là tinh cầu. Tinh cầu rất giòn yếu, cũng giống như bọt nước, rất dễ bị vỡ. Việc này hiện nay những nhà khoa học trí thức đều biết. Chúng ta từ kính viễn vọng thiên văn mà quan sát được. Mỗi ngày đều có tinh cầu mới phát hiện. Mỗi ngày cũng có rất nhiều tinh cầu tiêu mất. Mất hẳn. Thế giới không phải là chân thật. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác có dạy, quốc độ nguy túy. Có gì đáng để cho chúng ta tranh chấp? Có gì đáng so đo? Có gì đáng chấp trước? Nếu anh thật sự hiểu rõ chân tướng của sự thật thì tự nhiên buông bỏ. Sau khi đã buông bỏ, cái thoải mái, nhẹ nhàng, tự tại, khoái lạc. Nếu tôi nói ra quý vị cũng không nghĩ đến nổi. Tự mình buông bỏ thì anh mới biết được. Anh không chịu buông bỏ thì anh vĩnh viễn không thể nào thể hội được. Thật là vui sướng biết bao. Còn cái khổ, khổ từ đâu đến là tự mình tìm lấy. Ai bảo anh không chịu buông bỏ? Buông bỏ mới có cái vui thật sự. Buông bỏ xong anh mới có thể nhìn sự việc rõ ràng, minh bạch. Ảnh là tỷ dụ cho cái thân của chúng ta. Ảnh không phải là thật, nó là giả. Mộng huyễn bào ảnh. Mỗi chữ ví dụ cho một vật. Nói rõ hư không, thế giới, thân thể toàn là giả. Không có một thứ nào là thật cả. Hàng ngày anh vì cái thân này mà tạo nghiệp, anh bảo có oan uổng không chứ? Chúng ta tại sao lại chịu làm những việc điên rồ này chứ? Mỗi ngày trên việc ăn uống, có nhiều người là phải ăn những con vật còn sống. Chết thì không ăn, chỉ ăn loại vật còn sống. Là vì ai? Vì cái lưỡi bà tắc. Khi đã nuốt khỏi cổ thì rồi thì không còn biết nó mùi vị gì nữa. Chỉ cần qua một chút lưỡi mà họ đã tạo nên tội nghiệp nặng nề như vậy. Ngày ngày đều tạo suốt một cuộc đời. Sau khi chết, đến kiếp nào, đến đời nào mới trả cho hết được. Đây đều là sự thật. Người thế gian không tin, mê hoặc điên đảo. Học Phật nói một cách thực tế,
Ít nhất thì đối với trạng huống của nghiệp nhân quả báo phải thấu hiểu rõ ràng minh bạch. Không những hiểu rõ đời này, còn hiểu rõ đời quá khứ của tôi, tương lai của tôi. Đây chẳng phải là thần thông. Khi anh được mấy phần thanh tịnh tâm thì tự nhiên anh sẽ hiểu rõ. Không cần phải hỏi kẻ khác. Hỏi kẻ khác là điều đáng sợ nhất. Vì sao? Người đời nay kẻ nói thật rất ít, kẻ gạt người thì quá nhiều. Anh đi thỉnh giáo kẻ khác sẽ bị lừa. Họ sẽ gạt anh, họ không chịu nói thật với anh. Không giống như những bậc cổ đức thuở xưa, tập tục của xã hội không giống nhau. Hiện nay, nói lời dối trá gạt anh lại ưa thích. Nói lời thật với anh thì anh lại giận dỗi, anh không thể chấp nhận. Cho nên ai lại chịu nói thật với anh? Đây là nỗi bi ai của con người trong thời đại hiện nay. Phần dưới còn hai chữ tỷ dụ là như lộ, như điện. Hai chữ này là hình dung tỷ dụ thời gian dài ngắn của sự tồn tại của hiện tượng. Lộ là lộ thủy, tồn tại thời gian lâu hơn. Có thể đến mấy mươi phút. Khi mặt trời mọc lên thì tan mất. Đây là ví dụ thời gian tồn tại của tướng tường tục. Như con người chúng ta từ khi sinh ra cho đến lúc vãng sanh. Ở trong thế gian này có thể sống được vài mươi năm. Thọ mạng ngắn là 20-30 năm, dài thì 70-80 năm. 100 tuổi thì rất hy hữu, chỉ số ít. Đây là đời quá khứ đã tạo thiện nghiệp rất sâu dày. Đây là nói tướng tương tục. Điện là nói về cái tướng sát na sanh diệt. Điều này chúng ta vừa nghe qua không dễ hiểu nổi. Chúng ta cử một tỷ dụ như xem chiếu bóng. Trên màn ảnh hiện ra hình ảnh. Một bộ phim chiếu được 2 giờ. Từ khi bắt đầu cho đến kết thúc là 2 giờ. Là như lộ. Là thời gian của tướng tương tục. Như điện là gì? Tức là điện chốt. Như điện, ví dụ như từng tấm phim trong điện ảnh. Ví dụ cái đó. Anh xem chiếc máy chiếu phim hiện nay, một giây có thể chiếu cỡ 24 tấm. Ống kính mở ra chiếu một tấm, đóng lại rồi mở ra chiếu tấm phim thứ hai. Tốc độ rất nhanh, một giây 24 tấm. Chúng ta bị nó gạt, thấy giống như thật. Từng tấm là như điện. Quý vị nên biết rằng, cả cái thế giới này, cuộc đời chúng ta là từng tí của cái tướng liên tục, không phải thật. Đương thể tức không, liễu bất khả đắc. Thân thể của chúng ta từ dưới lầu lên đây, trong một tiếng rưỡi trở lại xuống lầu, không biết đã thay đổi bao nhiêu tấm phim. Không phải là tấm phim nguyên thủy ban đầu, tấm phim ban đầu đó không còn nữa. Đây là như điện. Trong kinh Nhân Vương Phật dạy chúng ta, một cái khẩy ngón tay có 60 sát na. Một cái khẩy ngón tay thời gian rất ngắn. Một cái khẩy ngón tay là một phần 60 phút, gọi là một sát na. Một sát na có 900 sanh diệt.
Đây là nói tốc độ như điện. Hiện tượng của chúng ta, cái tướng hiện ra của thập pháp giới y chánh trang nghiêm, chân tướng là gì? Chân tướng là tướng sát na sanh diệt. Vậy chúng ta khải ngón tay, nếu khải nhanh tôi có thể khải 4 lần trong 1 giây. 4 nhân cho 60 lại nhân cho 900 là 2 cái 10 vạn 8 ngàn. Quý vị thử nghĩ xem, trên màn ảnh, điện ảnh 1 giây chỉ có 24 lần sinh diệt thì chúng ta đã không có cái cảm giác nó là giả. Hiện nay của chúng ta là một giây có 2 lần 10 vạn 8 ngàn sanh diệt. Đúng là giả. Phật đã nói vạn pháp giai không, dương thể giai không, liễu bất khả đắc. Sau khi hiểu rõ chân tướng của sự thật thì tự nhiên không tạo nghiệp nữa, tâm tự nhiên được định. Khi tâm được định thì sinh ra chân trí tuệ. Anh sẽ thấy rõ ràng vũ trụ nhân sanh minh bạch rõ ràng. Thế Tôn tuy nói như vậy, sát na có 900 sanh diệt, vì thời gian sanh diệt quá nhanh thật, không thấy được sự sanh diệt, cho nên Phật bảo là bất sanh bất diệt. Kỳ thật, có phải thật là bất sanh bất diệt không? Không phải. Nó đích thật là có sanh có diệt, là sanh diệt đồng thời. Vì tốc độ quá nhanh, sanh diệt đồng thời.
Đây là dùng điện để làm tỷ dụ ở chỗ này. Lấy điện làm tỷ dụ. Thực tế mà nói, nếu dùng mắt khoa học hiện tại mà nhìn thì cũng lý giải dễ dàng. Tốc độ của điện và tốc độ của ánh sáng gần bằng nhau. Tốc độ ánh sáng một giây là 30 vạn cây số, còn một cây số là 30 vạn phần của một giây. Còn một mét, một centimet, một ly, một phần 10 ly, một phần 100 ly, một phần 1000 ly, một phần 10000 ly. Anh mới hiểu được, mới biết được sát na sanh diệt mà trong kinh Phật nói đến, mới biết được trong kinh Phật gọi là bất sanh bất diệt. Nó đích thật là có sanh diệt, vì thời gian của nó quá ngắn, chúng ta không có cách gì phát hiện được, quan sát không ra. Chỉ là đạo lý như vậy thôi. Trong kinh Đại Thừa Phật dạy rằng, có khả năng quan sát được những hiện tượng này là hạng người nào? Là Bát Địa Bồ Tát. Bát Địa Bồ Tát với công phu thiền định thâm hậu thế đó, tâm thanh tịnh thế đó, những làn sóng quý ba quý ngài có thể nhìn thấy hiện tượng sát na sanh diệt, họ thấy được. Cho nên hư không thế giới thập pháp giới y chánh trang nghiêm trong Phật pháp là hiện tượng của làn sóng lay động. Càng lên tầng thứ cao, làn sóng lay động yếu hơn. Càng đi xuống phía dưới lục đạo, tam ác đạo, độ chấn động của làn sóng động càng lớn. Bất luận nó là yếu ức hoặc chấn động lớn, nó đều thật là tốc độ vạn ức phần của một giây đang chuyển động, là hiện tượng như thế đó. Do đây mới thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Cho nên Phật nói với chúng ta từng câu đều là chân thật. Làm gì có thật tại? Nếu anh đem nó cho là thật tại thì anh đã mê hoặc điên đảo, quá đổi sai lầm. Ý nghĩa phần sâu hơn một tí, nhưng đích thật là chân tướng. Biết rõ chân tướng thì anh mới chịu buông bỏ, không còn đem những thứ dơ bẩn tạp nhạp để vào trong lòng nữa. Phàm bất cứ việc gì đều tùy duyên mà không phan duyên, quyết định không còn làm việc điên rồi nữa. Nói một cách thực tế, không những việc ác tôi không làm, mà ngay cả việc thiện tôi cũng không làm. Điều này cần phải biết. Những điều tôi nói đây chỉ e quý vị hiểu lầm ý nghĩa của nó. Tương lai bất cứ việc thiện gì anh cũng không làm, như vậy thì anh đã không hiểu ý tôi rồi. Việc thiện là gì? Tức là tự mình cho là thiện thì vẫn chưa phải là việc thiện. Như chư Phật Bồ Tát làm tất cả việc mà trong tâm tuồng như không có việc đó, tuyệt đối không có khởi tâm động niệm, đây mới gọi là cái thiện chân chánh. Cho nên thiện không phải cái thiện của thiện ác. Thiện và ác nếu đem so sánh thì thiện vẫn là ác. Thiện và ác hai bên đều ly khai, đó mới gọi là chân thiện. Phàm cái gì đối đãi đều không phải là cứu cánh, đều không phải là viên mãn. Hôm nay thì giờ đã hết, vậy chúng ta chỉ giảng đến đây để kết thúc một